Chào anh em nhé. Đây là mình đang chuẩn bị đóng hàng cho mấy anh em miền Nam. Hay quay qua. Đây là cái cây T10 80 này. Đấy. Đây là cái cây răn tô thép lò xo. Đấy. Đây là cây gỗ sữa 80 anh em nhé. Đấy, cây này là cây Hán. Cây này mình không biết gọi cây gì nữa. Chỉ gọi cây Hán thôi. Hán hai lưỡi, gỗ mun. Đấy. Còn bên trên kia là cái cây rắn thẳng, mình gọi rắn thẳng nha anh em nhé. Cái cây rắn thẳng này thì cái phần tay cầm của nó kiểu nó làm mấy cái con rắn đấy, nó hơi lòng ngoằng tí. Thì toàn bộ những cái hàng này của bên mình là đều là đã chuyển khoản trước rồi nha anh em nhé. Chuyển khoản trước, tất cả anh em trong làm gần như chuyển khoản trước hết rồi. Đấy, chỉ có ngoài Bắc thôi là nhận hàng thanh toán thôi. Đấy, thì tiện đây mình cũng gửi đến một số anh em ở trên các cái nhóm, hội nhóm Facebook nhé. Đấy, tại vì nhiều anh em là cứ lên nhóm bắt đầu anh em chửi bới, nhiều khi là 50 cọc, 50 20 gì đấy, anh em cũng bảo là lừa đảo thế loại kia. Đấy, chỉ có những cái thằng ngu thì mới đi cọc cho chúng mày. Thì anh em những người khôn đúng không? Đúng không ạ? Anh em những người khôn mà anh em không mua hàng, mà anh em khôn quá thành ra là trước đấy anh em cũng bị lừa. Đấy. Trước đấy anh em chỉ nhận được những cái gậy bóng chày, anh em mua hàng anh em bị lừa, người lừa cọc, người thì bị lừa gửi hàng không đúng. Đấy, còn những cái người mà người ta ngu ấy là người ta chuyển khoản trước của mình ấy. Đấy, người ta nhận được đúng cái hàng người ta đặt. Đấy, đấy là những người ngu. Còn anh em khôn thì tôi cũng chả biết anh em nhận được cái gì nữa. Đấy nhá, mấy anh em ở trên nhóm nhá. Đấy, mình thấy nhiều anh em trên nhóm rất là gay gắt. Đấy, kể cả ở đây có những cái cây 5-6 triệu. Đấy, người ta cũng chuyển khoản trước hết. Đấy. Còn nhiều người ở người ta miền Bắc ấy, người ta tìm hiểu rồi, người ta còn chuyển khoản trước để nguyên người ta được mình tặng nhau, ví dụ là cái gậy hay là con dao gì cơ. Đấy. Như vậy cơ. Nên là mình chỉ muốn nói anh em này, mua bán thì chịu khó tìm hiểu một chút về cái người bán. Đấy, nha anh em nhá. Đấy. Nếu không tiện tìm hiểu vậy, đấy thì bảo người ta, muốn biết được người ta bán đúng hay là lừa đảo ấy, thì bảo người ta gọi điện cho xem cái kho hàng. Nếu mà làm được, đấy thì anh em đặt. Anh em hiểu chưa ạ? Đấy. Nhá. Còn những cái thằng lừa đảo ấy thì nó làm gì có những cái kho hàng để nguyên là nó quay cho anh em xem. Đấy. Còn mình xin lỗi anh em này. Không ai người ta nhập vài trăm cây đao, thậm chí là hàng nghìn cái về để nguyên là người ta đi lừa anh em 50, 100 hay là gửi cho anh em cái gậy bóng chày hay gì đâu. Đấy, anh em cứ yên tâm một điều rằng là như vậy nha anh em nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em.